Thực sự thì không có nhiều đâu các bạn, tại vì khán giả không vào được, cộng đồng không có vào được, phải có permit đi theo đoàn mới vào được, còn cá nhân hầu như không có cho vào. Video về luôn, lại không được. New York City hôm nay 21 tháng 9 2024.
It, mình live stream không có được, xin lỗi mọi người nha. Nó không có cho mình live stream, YouTube nó lock cái channel của mình được. Bây giờ quay video về rồi mình lô lên sao cho mọi người xem. Phép đó, chẳng phải là muốn đi vào là vào, nó khóa hết trơn rồi, bây giờ không phải ai cũng vào được. Quá trời cảnh sát bữa nay. New York đi chơi thì mệt lắm, quá chừng chừng lót đường thì kẹt cứng hết trơn. Hey,
ồn ào lắm. Sao ra dạ, không có đi thế đâm chỗ nào chỉ á. Khổ. Chắc kỹ lắm mới cho vô rồi đó. Vậy không phải ai cũng vô được ha. Kiểm tra. Còn đòi cái permit. Cái giấy phép gì? Anh là đến từ Connecticut hả? Dạ. Yeah. Tôi là đến từ Canada. Dạ. Yeah. Như vậy là anh biết cái chỗ là đi vô đây là đúng không hay là sao? Dạ biết chứ. Tờ thông báo thì ở đây. Là anh cũng giống tôi. Dạ. Không đồng ý mình khắp mọi nơi tới. Để cái xe vô. Mà thôi mình đi vô chung luôn đi mấy anh khỏi nói chuyện tôi nói rồi nghe. Thank you. Thank you. Thank you. Các bạn à, mình không có live stream được. YouTube nó khóa cái chế độ mình không có cho mình live stream. Thành ra mình phải quay trước rồi về mình lô sau. Chứ ngày qua tới bữa nay mình không có live stream được, nó biết mình qua đây đó. Không biết tại sao nó lại để cái chế độ mình giữ vậy không biết nữa. À, khó lắm muốn vô này có cái giấy tờ trong cái đoàn ở Toronto đi có cái permit, có xin giấy phép để biểu dương lực lượng, thành ra không có nó không cho vô gần cái building của United Nations, tòa nhà Liên Hợp Quốc. Ôi trời ơi, còn đi bộ không biết bao xa nữa, thành phố quá trời. Người ơi là người. Quá trời cảnh sát. Hi. Anh ở cái đây khách hả? Khoảng 100 cây phải không? 100 cây số không? Sao? Khoảng 100 cây số phải không? Yeah, chắc khoảng có đó từ vậy coi như ở trên Capitol Harford tới coi như là cách đây khoảng 100. Tùy theo. Mình có cái tin là Biden không có tiếp Tô Lâm đó. Mà thả Trần Quỳnh Duy Thức, thả bà Hồng tính kiếm một tấm hình mà chắc kiếm không ra rồi. Lãnh tụ của bốn nước. Với lại lúc này ông bận lắm, còn mấy tháng nữa ông về hưu rồi, ông phải từ giả mấy đồng minh thân cận của mình. Muốn có tấm hình để Việt Nam quảng cáo thôi. Chứ còn bây giờ Biden đâu có cho cái gì đâu, ổng đâu có muốn, ổng đâu có vui. Ổng sắp về hưu, ổng đâu có làm gì được. Trời ơi, nó lót mẹ hết trơn, đâu có ai vô ra gì được ta. Thật sự nó khóa hết trơn, không có cho vô. Đó, đi đến ngay như này lấy sành bên. Nó chỉ chừa cái khoảng này là cho người dân nè. Nó không cho vô. Thất bại quá. Không có vượt nước ra khỏi ngoài này nữa. Cái này lấy sành. Tôi đang nói là mình sẽ chọn ở đây. Nó có building Liên Hợp Quốc, cái tòa nhà cao dẹp dẹp đó. Là tòa nhà Liên Hợp Quốc. Cái cờ của em đâu ra bây giờ. Ủa em không có đem cờ hả? Mỗi một cái tổ chức á, tôi là cô à.
quý vị có giấy phép không? Có giấy phép anh. Sao người đây chưa? À, xin lỗi anh chị em, coi như thất bại rồi. Mình không có quay được cái gì hết. Thật sự là không quay được cái gì hết. À, thì chia sẻ với anh chị em đó là cảnh sát nó lót hết rồi, không có vô được. Cách xa lắm. À, cái tòa nhà dẹp dẹp đó là tòa nhà Liên Hợp Quốc đó. Đâu có vô được đâu, nó khóa rồi nó không cho vô. Ý là có giấy phép đó. Hai xe kia chưa kiếm được hết trơn á. Mà cái xe đậu đó lâu trước đó mình á. Hai cái xe ông Thành á. Ủa đậu rồi hả? Tôi thấy xe ông Thành đó rồi. Ồ, vậy là mấy ông đi rồi. Còn ở trong kia, trong cái... Chắc không cho vô rồi nãy chắc. Cái camera nhưng mà chắc có mấy ông đi lạc rồi. Đi lạc vô đây rồi. Chứ không tới trước mình luôn. Thùng cờ ở trong xe anh. Thùng cờ. Anh đưa đâu cái cờ này, bạn có nhiều. Dạ. Cho cái thùng cờ, tại cờ đã mở rồi. Đó. Đúng rồi. Đó, tôi cần cái này. Đúng rồi, ra, lấy nguyên thùng luôn anh. Nguyên thùng luôn. Đẩy nó sẽ béo thì nó cho xe không. Dạ. Rồi anh, cái loa đó thì anh tạm để đó. À, cái đó bắt ốc thôi. Còn cái một cái loa sẵn cái đó là nó có sạc pin sẵn cho mình xài cái kia trước rồi hết pin xài Ok. Tôi sẽ đắp ở đây là tại vì cho nó sáng. Mình có chụp hình được nó sáng với lại nó ấm chút hơn trong này lạnh. À, xin lỗi anh chị em nha, khán giả của mình nha, thực sự rất là thất bại luôn, tại vì nó khóa nó không cho vô, không có là gần được. Rồi, người Việt cộng đồng mình cũng vô đây không được luôn, phải vô phải có giấy phép, mà ai mà đi trong đoàn á, thì mới vào được, còn ai mà tự túc đi là không có cho vào. À, có rất là nhiều người Việt tới nhưng mà người ta cũng muốn vô trong này cũng vô không được. Nhưng mà cái vô trong này đó thì cũng không có tới được gần cái tòa nhà của Quốc hội, tòa nhà của Liên Hợp Quốc. Lên đây là cái chu vi mà dành cho những người biểu tình. Thực sự không có bao nhiêu người tới.